Ok, hôm nay là ngày học bữa, bữa cuối ở trường SET rồi các bạn. Mình đã hoàn thành cái khóa học IT của Bridging Programming, là cái chương trình mà chính phủ nó free á, nó tài trợ cho những người đã có PR các bạn. Thì cái chương trình này nó sẽ dạy cho mình nào là những cái kiến thức về môi trường làm việc ở Canada, rồi nó cũng kết nối mình với lại những cái employer ở đây, rồi nói chung là nó để vào cái chương trình này thì các bạn phải có ai có tiếng Anh level 7 ha, rồi phải có background là IT ở nước của mình đó. Rồi mình sẽ apply. Thì trong quá trình học á, thì mình cũng xin được tài trợ của chính phủ nếu như mà gia đình mình có thu nhập, ai có thu nhập á, hay là thu nhập thấp. Thì minimum mình nếu như gia đình mà có hai người thôi á, thì các bạn sẽ được support cỡ được 1.600, 1.700 gì đó tháng. Đó. Cũng ok. Giờ đây là cái khuôn viên của trường xe thì các bạn mình đi học là sớm, 7:30 mình tới rồi. Nó còn chưa mở cửa nhưng mà mình thường đi tới đây có sẽ uống team hồng, mình sẽ uống team hồng thịnh nó quen rồi, cũng như Việt Nam buổi sáng đi uống cà phê các bạn. Thì cái trường C này là cái trường trường cao đẳng thôi các bạn nha, nó học ở đây cũng 2 năm rồi, nhưng mà về technical thì cái trường này nó rất là good. Những sinh viên học học IT ở trường này ra là ổn hơn những cái trường khác rất là nhiều. Thì hôm nay là buổi học cuối, thì cái khóa học Bridging Programming của CCAS đó các bạn, thì nó sẽ trong vòng 4 tháng, rồi sau đó sẽ đi thực tập 2 tháng. Thì 2 tháng đầu mình sẽ học ở tại CCAS, tức là một cái trung tâm của nói chung là của tài trợ. Rồi ở đó mình sẽ học những skill là kỹ năng việc cuộc sống, kỹ năng về nói chung là những cái case study như là mình ở trong, nói chung là ví dụ như trong môi trường làm việc, như là conflict với lại manager với lại supervisor, hay conflict với lại đồng nghiệp thì mình phải xử lý thế nào, hay là những cái conflict tới lại những cấp trên mình không có giải quyết được, hay là những bị harassment, hay là nói chung là rất là nhiều, hay là những cái ngày nghỉ, rồi nói chung rất là hay các bạn. Mình biết có lực lao động ở đây rồi, bao lâu thì mình sẽ được, nếu như bị lay off thì bao lâu sẽ được trợ cấp thất nghiệp, rồi mình được bao nhiêu, rồi nói chung rất là nhiều thứ. Quan trọng mình thấy những cái benefit mà học mà lấy được từ cái khóa học này, đó là 2 tháng đầu tiên các bạn, 2 tháng đầu tiên học ở đó thì sẽ được training cái kỹ năng tiếng Anh các bạn. Tiếng Anh mình biết là một chuyện nha, mình đứng trước trước đám đông mình nói có khi là chữ nó bay đi mất tiêu hết trơn, rồi đôi khi những cái case study mình phải nghĩ, trong đôi khi mình trả lời bằng tiếng Việt không được thì đâu có trả lời bằng tiếng Anh được đâu. Ví dụ như là nó hỏi rồi, đặc biệt là những kỹ năng phỏng vấn đó các bạn, wow, nó dạy kỹ năng phỏng vấn rất là kỹ. Nó chuẩn bị mình hành trang rất là tốt để đi phỏng vấn. Các bạn biết là bây giờ cái ngành nào cũng vậy, công việc bây giờ rất là khó, một cái slot để cho lập trình viên thực tập đó, mà mình thấy bên Toronto người ta apply từ ba ngàn mấy cái hồ sơ apply luôn các bạn, kinh khủng luôn. Cái lớp mình học thì nằm bên cái block này. Đi sớm quá, chưa có ai hết luôn. Trường này thì nó nằm ở bên Northwest. Northwest mà nó là gần downtown các bạn. Mình cái trường đại học này nó nằm ở hướng này hết, nên nhà cửa bên Northwest Calgary này nó mắc hơn, bởi vì người ta mua để cho con cái người ta đi học gần hơn. Nhưng mình ở là mình ở tiếp của sau, thì đi xuống đây hơi xa các bạn. Ok, đã mua xong một ly Tim Hortons rồi, bây giờ ngồi uống nước tại bữa cuối rồi, phải enjoy một xíu. Xíu nữa là mình sẽ chụp hình cho lớp,
Rồi cái môn học cuối cùng là môn học là Digital Solution, chắc là nói về AI, mấy cái thứ AI này kia. Thì ra học technical ở bên trường sách này nó rất là basic các bạn, đối với mình thì nó rất là basic, nhưng mà cũng nó cũng struggle với những cái bạn mà không không có kỹ năng IT nhiều á. Dù như mình đã học qua những cái khóa như là Python này, Azure Four Dimension này, những cái khóa đó, nhưng mà nếu như các bạn mà chưa từng học IT hay chỉ có background sơ sơ thì nói chung cũng gặp những khó khăn nhất định á. Đối với mình thì nó rất là easy. Lớp mình học thì gồm có 14 người ban đầu, nhưng mà sau đó thì trong quá trình học á, thì sẽ có hai bạn có job. Bây giờ đang ngồi học thôi. Cái bạn kế bên mình là người Afghanistan. Bạn này tiếng Anh rất là giỏi, rồi từng là thầy giáo dạy tiếng Anh ở bên Afghanistan rồi. Bạn này cũng là programmer luôn. Bạn phía sau mình cũng là Afghanistan luôn. Đó, bạn kia là người Việt Nam nè, có một bạn người Việt Nam nữa. Phía trước này là ba bạn, không, hai bạn nam là bạn người Nigeria, bạn kia là người Ấn Độ, bạn nữ là người Ấn Độ. Thầy này rất là vui. Nói chung là cái final exam nó là một cái project nhỏ nhỏ, build một cái portfolio dùng Wix thôi. Nó rất là easy. Ông đang khen. Ai? Okay, one, two, one. Hold on. Okay, Ali, Bây come here, come here, come here. giờ mình đang check Chen, chen, cho chen, chen, mấy chen, bạn trong chen. lớp mình nè. You got, no, Ali, anh chàng này là người Afghanistan này thằng này các bạn. Bây giờ biểu anh chụp cho mình vô. Đó, lớp của mình nó dễ thương lắm. Không biết ông chụp được không nữa. Lớp mình nói chung là mọi người ít lớp ít nên rất là thân thiết nhau các bạn. A silent photographer. Okay, change. Okay, the lady only. Hai bạn như đen rất là cao các bạn, chắc cỡ mấy mét chín á. Nhưng mà mấy bạn này tiếng Anh nói rất là tốt, hai bạn phát âm thì nói chung là Ấn Độ thì nó có cái accent của Ấn Độ, nhưng mấy bạn này nói rất là lưu loát, các bạn nói liên tục được, còn mình thì nói không không có liên tục được. Nhưng mà nói chung là Nigeria thì nó thì tiếng Anh nó cũng gần như là cái tiếng tiếng bản xứ của nó luôn rồi. No, no, call Kala, you in the middle. Kala. You in the middle. Yeah. Cái bạn Carlo này là bạn người No. Brazil. Because you hire you Bạn này hire không có background gì IT, nhưng mà sau xin vô được cái khóa này mình cũng hiểu nữa. Thì bạn này thấy cũng gặp struggle ở trong trong lúc học Okay. Python Okay. One, two, three. Get really closer. Yeah, okay. And you guys behind them and Jim. Mình đã có mình đã Jim. apply được cái job, mình đang hiện tại làm bạc Don't worry. thăm các bạn. Thì bây giờ như học xong là mình sẽ chạy qua bên công ty mình làm, mình đang giữ cái slot đó. I put myself like down there. Mình nói chung là You guys got Zoom, right?
cũng khó, tại vì bây giờ cái thị trường việc làm rất là khó các bạn, nên có cơ hội có được slot là phải giữ liền. Awesome. Good. Còn một bạn nữa thì không có ở đây. Nói chung là mình quay lại để mình làm kỷ niệm sau này thôi. Tại vì cái clip mình rất là dễ thương. Cái bạn báo hồng bên phải là người Việt Nam các bạn. Bạn này background thì hình như cũng không phải là IT. Bạn này đang apply vào vị trí là data analysis. Bạn này thì background cũng không khiếp lắm. Bạn này đã đang nói chung là mấy bạn bây giờ đã có vị trí thực tập hết rồi. Có vị, bạn này đang là đang có vị trí thực tập cho project measurement. Bạn này có bằng có certificate về project measurement rồi. Okay, turn this way. Turn to me. Yeah. Mấy bạn nói chung mấy bạn này rất là dễ thương, rất là nice. Còn cái bạn áo tím màu đỏ đô bên kia là bạn đó là người Ấn Độ, cũng có 6 năm kinh nghiệm về IT rồi. Bạn Ali này cũng luôn luôn nhỏ nhỏ con. Nói cùng, bạn này là trẻ nhất, mới có 27 tuổi rồi. Chỉ có gia đình, còn lại là trong lớp mình đây có gia đình hết rồi. Ali, you need to do like this, with your hand. Don't do that. Okay. Don't do that. Don't do that. Okay. Awesome. Okay. Bạn này là người Ấn Độ. In the middle. Bạn áo cam vàng là người Ấn Độ. Ôi bạn này nói nhanh lắm. Nhiều lúc mình nghe không kịp. Change this way. Yeah. Okay. Awesome. Bạn này thấp quá trèo lên cái tường không nổi. Hai bạn kia đang phụ. Okay, finally you got that. Yeah, you're strange. Straight your back. You do like this? Okay. It's nice. One more. Yeah, this is better. You come to take a photo with her because you guys, I was quite confused about your name. Yeah, just two of them. Two of them. No, two of them first. Okay, because we try up very. One more. Okay, all of you guys, come, go, come. Whatever. No, oh, you cover all. Yeah, okay. Okay, awesome. Get closer, yeah. Okay, one, two, three. Put your hand in the sky, yeah. No, one hand. Because you're front of them, with two hands, just cover. Just right hand. One. What about line? A little bit like this. I want to be realistic. Yeah, like that. Okay. You can do it. Yeah, that's funny. Lauren, move your face. That's right. Okay. Okay. So give them, let them snap. Give one.
Bano? Yeah, no, come on, Snapple. Okay, let me try. Sure. What? You guys want to take a... Yeah? Oh, you! Ali, don't Ali, stop! Ali, don't stop! This is a dating photo? Yeah! You need to be more friendly, Ali! Yeah! Yeah. That's a smile! Ali, this picture for your portfolio website. No, not okay. One last. You are come in. No, it's me. Me, yeah. No, you should make like you are a boss. You should sing like a friend like this, and then Ola and Hulu next to you. Awesome. My turn. Yeah. Show me. What to do? Do like this. Okay. You can see? look at this. Then I will not snap. Where's the snap? This spot. Ali can do that. Don't worry, I'll do it. Just that happen. Can you get a class? Remove your give them. Let's go. Show him how to shoot the ball. I'm scared of that. You're wrong? Leave it! Wrong for... Let's check this! Yesterday, Hasib, did you wrong focus? Wow. If there's a focus, yeah, there's a white square. Just right? Touch in my face. Yes. Touch in my face. Yes. Oh my god. Come and see it. Let's see. There's a focus. Is it fine? Yeah, it's fine. It's good. Okay, boys. Let's boys, yes. Here. Yes. Yeah, it's one of the ladies. Girls, ladies, teach can you help us? Yeah, teacher, she can do it. I will take. Anybody? You want to take? Yeah. Teach me, I will take. I'm scared of you drop my... I will. Okay, I'll do. Easy, but like this. Just a half button to get a focus, and yeah, okay. That's a half button. One half button to focus, and hold there, and you need continue to hold thread. To yeah. Click. Okay. You want to take photo? Let's try. After taking you can look photo, here. You can look here. After taking one photo, it will automatically give you opportunity to take more, right? Yeah. I'm scared of... Yeah, so I'm so... Power Ranger, like this. I'm scared. Power Ranger, like this. Yeah, no. Like this hand should be like this. I'm scared of my camera. Okay. Yeah. Well, Ellie, this way. No, because tallest is in the middle. Really? Short. You don't want to be... Short in the middle, no. Right? No. Yeah, it's fine, it's fine. No, short. Short out. Like this? Yeah, go like... Be cool. Close it. Or do this like. Yeah, don't smell. Like, why your foot are so white? What are doing? Yeah? Oh. Yeah? Okay. Close it. It's a pose. Look at Ali. Okay, I have. You done? I have an idea. Yeah. Oh, shit. I'm not sure we have a photo or not. Did you get it? Yeah, wrong moment. Ah, no. Again. You have an idea. What's that? A wrong moment. The first. You guys are tall, so 5 seconds. We should go closer. Yeah, Rajan, closer. Okay. Wait. Yeah, still on this. You don't need to move. In the middle. Yeah. Kala will take it. Or you give it to Kala. You should take her photo now. Yeah, like come this. On, check. I don't think it's... Wait, I'm tired. I don't think she's taking anything. I took 3 photos. Let's check one. Okay. I think we have one. Okay. One? One? One. One. Yeah, one. It came for three. I have an idea now. Who can do that? You can do that. What? You can touch one touch on that and get focus. Yeah, press it down. You get touch on screen.
Yeah. And it will focus. Yeah, yeah. Do it, do it. Right in the sun, right? So you need to go in the shade. Sorry about that. Again, again, we're together. But now, one lady come here. Why? Just put it. Come on. Go. Why? What? And we lay a guard for her, you. Oh, yeah. Yeah. What do I need to do? Look at that. What do I pose? How do I pose? Whatever. Anything whatever. You like this. Like this? Yeah, yeah. Yeah, good one. We can look away. Don't care for her. You can do like this. No, we should point to her. Yeah. Cure. That was funny. Okay, next. Kala, come in. Kala, you are boss. You are boss. Why? That was some fun. Yeah, boss. You like a boss? Yeah. I want to change style. I don't see any. So wow. Attitude. You can look under my mirror. Attitude. You can look here. Yeah. Yeah? Oh, okay. So okay. Yeah. Oh no. Yeah. Yeah. Yeah, nice. Just give me a second. How is? I was trying to get the. Isn't it up? Let me try. Yeah. Screw it up. We do the lamb case, please. We do come cow. Please. Give me a job. Please give me a job. Guys, let's go home. Thank you, man. You're welcome. Really appreciate it. Yeah. Thank you. Thank you for the food, for the pictures. No problem. Man. We're going to do this one more time. We're going to do this one more time, all right? Yeah. Just leave now. Just to go home. Yeah, thanks. Okay. All the best, brother. Okay, hold on. Yeah, thank you. Hi, good luck, love. Hello. Do the quiz, Ali. Thank you so much. Thank you. See you. Ow, hurt me. Good luck. All the best. See you. Let me tell you. Read the schedule. Read the schedule. Yeah. Are you down for it? Sure. Hello, I was telling them how they have a good day. See you. Future opportunity, internship, all this. Oh, I just take a moment to do this. No, just do. No, don't worry about me. Just. You crying? All the best for your future. Yeah, good wishes. Good to you. Ali, my good friend. Yeah, sure. We'll connect. Okay, take care. Kala? Okay, Ali. I'll WhatsApp you. Okay, it's also a good time. Okay, Banu. Yeah, thank you, man. Don't cry. Yes. Yeah. Any news? Keep in touch.